Chào mừng các bạn trở lại với kênh S Garden. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn về một loại hoa thường được sử dụng trong ngày Tết cũng như là ngày thường, bởi hoa đó là hoa đồng tiền. Bởi hoa đồng tiền rất là đẹp, đa dạng, nhiều màu sắc khác nhau. Không những vậy, hoa đồng tiền ở trong phong thủy còn đem lại sự may mắn, tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, hoa đồng tiền có thể nói là một trong những loài hoa được tiêu thụ nhiều nhất trong các dịp Tết cũng như là ngày thường. Đây là những cây hoa khóm hoa đồng tiền Thái, cánh kép rất là đẹp, nhiều màu sắc. Đây, bông hoa này có màu cam. Đấy. Hoa đồng tiền Thái thì rất là đẹp bởi màu sắc của nó đẹp, cánh sắp xếp dày và bông hoa tương đối lớn. Hoa đồng tiền kép thì có nhiều màu sắc khác nhau, từ màu cam cho tới màu đỏ và màu hồng cũng như là màu vàng. Về cách trồng và chăm sóc hoa đồng tiền thì mình cũng đã giới thiệu. Nếu các bạn nào chưa xem thì hãy xem lại cái video của mình về cách trồng và chăm sóc hoa đồng tiền. Và mình cũng đã nói khá nhiều ở trong những video lần trước. Hoa đồng tiền thì chúng ta phải trồng trong điều kiện có mái che để đảm bảo không bị mưa nắng dẫn đến làm thối gốc, làm cho cây hoa đồng tiền chết. Và bệnh của nó chủ yếu là bệnh thối gốc. Nếu mà kiểu thời tiết mà nắng nóng thì bệnh thối gốc rất là phổ biến. Đồng thời ngoài ra còn có bệnh bọ trĩ và bệnh nhện. Đó là những cái cây bệnh thường gặp phổ biến trên cây trồng. Đấy, màu đỏ rất là đẹp này, đỏ đậm cho đến màu hồng này. Ở vườn thì trồng khá nhiều hoa đồng tiền. Màu vàng kép, nhụy đen. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ nhụy đen. Còn đây có loại màu đỏ nhụy trắng, màu cam. Đây, cái bông này thì rất là lạ mắt này, rất là đẹp. Đấy, màu sắc rất là lạ mắt và đẹp. Một chậu hoa đồng tiền như này trên thị trường có giá dao động từ 40 đến 50 ngàn một chậu, bao gồm cả chậu nhé. Vì vậy nếu mà các bạn mua trên thị trường thì để đảm bảo về giá cả thì các bạn có thể tham khảo. Ở nhà vườn thì có giá khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng một chậu. Và khi chọn thì các bạn lưu ý là chọn những cái cây khóm đồng tiền khỏe mạnh, bằng cách xem là tình trạng của cây, xem là có bị héo hay không, lá của nó có bị nhăn không. Nếu lá bị nhăn thì đó là bị bệnh bọ trĩ hoặc là nhện. Có màu lấm chấm trắng hoặc là vàng thì có đó là bệnh nhện đỏ. Đấy, lá xanh phẳng, tươi tắn. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn về hoa đồng tiền cũng như là báo giá về hoa đồng tiền để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn đang xem kênh mà chưa đăng ký thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Chúc các bạn chọn được
những khóm hoa đồng tiền đẹp và giá cả phải chăng. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.